Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại cái việc mà chia sẻ về cách nuôi cũng như là những cái câu hỏi hàng ngày của các bạn đặt ra cho mình. Thì đối với mà cái nuôi mấy con chuột hamster này thì nó cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Nhưng mà trong quá trình nuôi thì mình thấy các bạn gặp rất là nhiều những cái là câu chuyện như là những cái trường hợp nó nhỏ nhỏ, nó lặt vặt rất là nhiều luôn. Đó, vì thế là các bạn nào mà muốn hỏi mình thêm về những câu hỏi gì về hamster các bạn thắc mắc á, trong quá trình mà các bạn nuôi á, thì các bạn có thể inbox ở phía dưới phần bình luận của video này luôn. Thì mình sẽ lọc ra những câu hỏi nào mà mình là biết mình có thể chia sẻ được cho các bạn, thì mình sẽ làm riêng một cái video nào đó để mà chia sẻ về câu hỏi của các bạn, để các bạn có thể nuôi những con chuột hamster nó ok hơn, nó khỏe mạnh hơn, cũng như là các bạn có thêm kiến thức để nuôi bất kỳ một con chuột hamster nào khác nha. Rồi, và câu hỏi đầu tiên của một bạn, mình nhớ là bạn đó hình như là bình luận trong cái video ngày hôm qua, cái video mà mình review queo gỗ á, các bạn có thể là xem lại video đó. Thì các bạn đó hỏi rằng là khi mà nhà của các bạn mà hết thức ăn mà chưa kịp mua thức ăn, hoặc là các bạn nào mà đặt hàng online của shop mình rồi đó mà hàng nó chưa gửi kịp á, thì mình sẽ cho nó ăn cái gì đỡ để mà nó không có bị đói qua 1 đến 2 ngày nha các bạn. Thì đồ ăn mà các bạn có thể cho hamster của bạn ăn đỡ á, thì nó cũng rất là đơn giản. Thứ nhất là các bạn có thể mua bánh mì. Đối với bánh mì á, thì các bạn chỉ lấy cái ruột mềm ở bên trong cho nó ăn, cái ruột trắng ở bên trong á thì nó sẽ mềm và hamster nó cũng khá là thích ăn nha các bạn. Thì đối với cái vỏ ở bên ngoài á, thì nó được nướng cho nên là nó khá là cứng các bạn. Nhiều khi là con chuột hamster nó ăn, nó nhét vào hai bên cái túi má các bạn, thì nó có thể là ảnh hưởng đến hai bên túi má của mấy con chuột này đó. Còn đối với mà cái bánh mì mà cái ruột mì bên trong á, thì nó ăn sẽ rất là ok đấy. Và các bạn cho nó ăn 1-2 ngày, thậm chí là 3 ngày cũng rất là ok. Và bánh mì thì tinh bột rất là nhiều cho nên là nó sẽ làm cho những con chuột này nó no và nó không bị đói. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể mua thêm đậu phộng, hoặc là những bạn ở miền Bắc đâu đó thì có thì gọi là lạc á, thì các bạn có thể mua thêm đậu phộng rồi cho nó ăn thêm. Đậu phộng thì lại có nhiều bạn hỏi mình là mua loại rang hay là loại không rang, thì loại nào cũng được hết trơn các bạn, nhưng mà rang thì nó sẽ thơm hơn và mấy con chuột nó sẽ thích hơn đó. Và loại không rang cũng được, ok, cũng ok hết. Mấy con chuột này thì nó là loại gặm nhấm mà, cho nên là nó sẽ ăn khá là tạp, cho nên là các bạn cho nó ăn loại nào cũng được nha. Hoặc là các bạn có thể mua thêm hướng dương. Đó, hướng dương hoặc là một số loại đậu mà ở ngoài chợ người ta có bán á, các bạn mua một ít thôi về cho nó ăn đỡ cũng được. Và chờ ngày thức ăn nó về á, thì các bạn cho nó ăn lại thức ăn ngũ cốc của nó bình thường. Và câu hỏi tiếp theo nữa cũng liên quan đến cái gọi là dinh dưỡng cũng như là thức ăn cho mấy con chuột này. Thì các bạn muốn cho nó ăn thêm là rau củ rồi đó, thì các bạn không biết cho nó ăn loại nào. Và các bạn thường hay hỏi mình là nên cho nó ăn cái loại rau củ hoặc là trái cây loại nào thì ok. Thì á, đối với rau củ rồi đó thì nó khá là nguy hiểm đối với mấy con chuột này. Thì vì mấy con chuột này mà nó ăn mấy cái đó nhiều thì nó dễ bị tiêu chảy. Cho nên á, là các bạn khi mà các bạn cho nó ăn á, thì tốt nhất là một tuần các bạn cho nó ăn 2 lần thôi. Các bạn canh đều ra các ngày gì đó, các bạn cho nó ăn đúng 2 lần là ok, hoặc là 3 lần cũng được, nhưng mà mỗi lần các bạn cho nó ăn một lượng vừa đủ thôi. Chứ đừng có thấy mà nó ăn gọi là nhiều quá hay là nó thích ăn quá các bạn cho nó ăn nhiều thì nó sẽ dẫn đến việc là bị tiêu chảy. Mấy con chuột này mà bị tiêu chảy thì nó cũng khá là khó trị, các bạn phải mua thuốc này kia rồi cho nó uống. Còn nếu như mà các bạn cứ để về hoài á thì bệnh nó sẽ nặng thì dẫn đến việc là nó sẽ rất là dễ bị chết. Còn về rau củ mà các bạn có thể cho nó ăn, thứ nhất là dưa leo, thứ hai cà rốt, là hai món này là nó thích nhất. Ngoài ra những cái loại rau củ khác á, thì mình khuyến khích các bạn là không nên cho nó ăn nha. Đó, chỉ có dưa leo và cà rốt, hai loại này là nó thích thì các bạn cho nó ăn thôi. Còn những cái loại rau như là rau muống rồi đó thì các bạn tuyệt đối là không cho nó ăn nha. Tại vì những cái loại rau đó thì nó sẽ có mủ ở bên trong và sẽ không có tốt cho mấy con chuột này. Các bạn chỉ cho nó ăn duy nhất là đối với củ quả thì cho nó ăn cà rốt với lại dưa leo thôi. Còn về rau á, thì các bạn cho nó ăn rau xà lách. Đó, rau xà lách rất là ok. Ngoài ra nữa thì mình các bạn có thể cho nó ăn bắp cải. Đấy, là hai loại rau cơ bản mà các bạn có thể cho nó ăn thôi. Đó, và lưu ý là mỗi lần các bạn cho nó ăn là một ít thôi nha. Đấy, các bạn ngắt một miếng nhỏ cho nó ăn thôi. Mấy con chuột ăn cũng không nhiều đâu. Hoặc là nhà bạn mà có mua rau xà lách hoặc là cà rốt gì về đó, các bạn nấu ăn á, có dư một ít gì đó thì các bạn quăng vào một miếng cho nó ăn thôi là được rồi. Đó, chứ không cần nhiều.
Và câu hỏi tiếp theo của các bạn đặt ra cho mình là cho hamster nó ăn gì để mà nó mập, đúng không? Đó, câu hỏi này rất là nhiều bạn quan tâm luôn nha. Hamster mà nó mập hay không á, thì các bạn lưu ý cho mình là do cơ địa của mỗi con chuột nó khác nhau. Chuột hamster thì nó cũng tương tự như là con người của mình thôi. Đó, cơ địa của nó, mỗi con nó sẽ khác nhau. Đối với những con nào á mà cơ địa của nó dễ mập, ví dụ như con này. Đây, đây là một cái con chuột cái sóc. Nó rất là dễ mập nha các bạn. Con này là mình không có cho nó ăn gọi là thức ăn gọi là siêu bổ hoặc là sâu gì hết. Đây, con này á thì được cái là nó uống nước rất là nhiều. Đây, cái bình nước này là 2 ngày là nó uống được gần hết luôn nha các bạn. Đây, nó uống còn khoảng 10ml nước ở phía dưới thôi. Là 2 ngày đó các bạn. Uống rất là nhiều, cho nên là lóc chuồng này thì mỗi ngày mình hỏi thay luôn. Đó, mỗi ngày mình hỏi thay một lần cho nó. Thì đối với cái con chuột sóc này á, thì cái cơ địa của nó là cơ địa mập, cho nên là nó ăn, nó chỉ uống nước thôi là nó bự vậy rồi. Đây, đó, một con chuột như thế là nó khá là mập nha các bạn. Thức ăn thì mình vẫn cho nó ăn những cái hạt cơ bản thôi, chứ không có gì gọi là vỗ béo gì hết, mà nó vẫn mập như vậy là do cơ địa của nó. Còn mấy con này, đây, mấy con này thì mình cũng cho nó ăn tương tự, nhưng mà mình cho nó ăn thêm sâu đó các bạn, thì nó cũng không có được mập bằng cái con chuột sóc kia. Thấy không? Nó cứ gọi là vừa vừa vậy thôi. Đó, mấy con chuột như thế này là do cơ địa mỗi con, chứ không phải là do cái thức ăn các bạn cho nó ăn là buộc của nó là phải mập nha các bạn. Không phải nha, các bạn đừng có hiểu lầm giữa cái việc cho nó ăn thức ăn với lại cơ địa của nó nha. Nó mập hay không là do cơ địa của nó, còn thức ăn là chỉ là hỗ trợ về cái phần dinh dưỡng cho nó thôi. Các bạn mà thiếu thức ăn thì có thể là nó sẽ thiếu dinh dưỡng cho mấy con chuột này và nó sẽ ốm. Còn mà cho nó ăn thức ăn đầy đủ hoặc là cho nó ăn thức ăn vỗ béo rồi chẳng hạn thì chưa chắc là nó mập nha các bạn. Đấy, tại vì có nhiều bạn cứ hỏi mình là cho nó ăn thức ăn mắc tiền rồi các thứ các kiểu, nhưng mà con chuột của bạn nó cũng không có mập, nó vẫn ốm ốm và nó vẫn vừa vừa như vậy thôi. Đó, thì mà để mà cho mấy con chuột này nó mau mập một tí thì các bạn có thể mua cái combo vỗ béo bên mình á, giá là 28.000. Combo đó thì tùy theo từng thời điểm nha các bạn. Nhiều khi ở trong đó có một bịch mình hết hàng thì mình có thể thế vô cái bịch khác, và thành phần dinh dưỡng nó cũng tương đương nha. Combo đó hiện tại thì nó sẽ có 3 món là sâu, cấm trứng với lại một bịch yến mạch. Đó. Còn thời gian hôm trước thì là sâu, cấm trứng với lại phô mai. Đấy, thì theo từng thời điểm mình sẽ thế vào, nếu như mà một trong 3 bịch đó hết hàng thì mình sẽ thế vào một cái loại thức ăn khác cho nó đủ dinh dưỡng nha. Đó, thì các bạn có thể mua cái combo đó mà cho nó ăn thêm cũng khá là ok. Ngoài ra thì các bạn mua thêm những bịch thức ăn dặm rất là nhiều đó, mình đăng ở trên web Shopee rất là nhiều luôn, bồ cụ rồi sâu rồi cấm trứng rất là nhiều luôn, các bạn có thể là tham khảo trên web của mình rất là nhiều. Rồi, và một điều lưu ý nữa cho các bạn là khi mà các bạn nuôi mấy con chuột hamster này thì mình khuyên các bạn là nên nuôi cỡ như vậy thôi. Đây, cỡ mấy con chuột như vậy là vừa nha các bạn. Đó, cỡ như vậy thôi là vừa. Con này thì là con đực cho nên là nó hơi to con một tí nha các bạn. Còn đối với những con mà nó mập quá như thế này, có mình thấy có nhiều bạn nuôi chuột nó mập hơn rất là nhiều, mập hơn con này nữa, thì những con đó nó dẫn đến việc là béo phì rồi. Đấy, béo phì thì sẽ không tốt cho sức khỏe của mấy con này, nó sẽ ù lì và nó sẽ ngủ nhiều hơn, nó ngủ với lại ăn nhiều hơn, nó ít hoạt động. Các bạn lưu ý nha, nuôi có nó vừa vừa thôi, các bạn chú ý cái thành phần dinh dưỡng của nó là được. Và video hôm nay của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giải đáp tổng cộng là 3 câu hỏi của các bạn liên quan vòng vòng về thức ăn rồi đó. Đó, cho mấy con chuột này thì các bạn có thể xem video của mình và tham khảo nha. Và tất cả cái nội dung trong video này mình chia sẻ cho các bạn đều là do những kinh nghiệm trong những năm qua mình nuôi chuột hamster mình rút ra và chia sẻ lại cho các bạn thôi nha. Đó, và các bạn có thể tham khảo và áp dụng trong quá trình mà các bạn nuôi mấy con chuột này nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy video này hay, lợi ích cho các bạn trong việc và các bạn nuôi chuột hamster thì các bạn để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.